Của nhóm Roller Sport.
đã du nhập vào Việt Nam cách đây từ những thập niên 90 cho đến năm 2008 thì bộ môn Latin, môn tàng bánh chính thức được phát triển tại Việt Nam. Từ một môn giải trí trở thành một bộ môn thể thao giải trí.
cuối cùng của chương trình kỳ vọng của ngày hôm nay tại sân khấu. I love you so.